Vâng, bạn có khả năng rất hay đó chính là học bài trong lúc đang ngủ. Dạ, thường thường thì khi mà học bài em là một người được đến chứng mình này. Những cái bài kiểm tra thì em ít khi mà tập trung học bài từ trước đó, từ 2 tới 3 ngày mà tầm khoảng cỡ 1-2 tiếng thì em bắt đầu học. Và như lúc buồn ngủ quá thì em chỉ kịp đọc 15 phút thôi, kiến thức chắc là chưa thấm vào đâu, nhưng mà sáng mai thì em vẫn nhớ hết tất cả những thứ mà mình đã học trong đêm qua. Thi xong thì đương nhiên là em cũng quên hết luôn. Bạn đang đứng cạnh bạn Nguyễn Minh Chiết, bạn Đức Anh. Đức Anh thì có sở trường là môn toán. Bạn có điểm trung bình học kỳ 1 là 9,4, 3 năm liền đạt giải nhất nhì học sinh giỏi thị xã môn toán. Vâng ạ, môn toán là một môn yêu thích của em ạ. Và em thường học toán ở trên lớp, nghe thầy cô giáo giảng bài thật kỹ. Và nếu mà có thắc mắc thì sẽ hỏi thầy cô giáo luôn, hoặc là cũng có thể trao đổi với các bạn học trên lớp luôn ạ, để về nhà sẽ có thể hiểu bài kỹ luôn ạ. Nghe nó hơi chung chung nhỉ. Bạn có cách đặc biệt nào để học toán không? Em nghĩ là mình nên thích một bạn nào đó học giỏi toán ạ. Mình nên thích một bạn nào đó học giỏi toán ạ. Đấy. Đấy là câu cách trả lời nó mới cụ thể đấy. Mà bạn học giỏi toán như thế thì chắc là cũng đang thích một bạn học giỏi toán hả? Có thể ạ. Cũng có thể, tức là có rồi đúng không? Hôm nay bạn ấy có đến đây cổ vũ cho bạn không? Bạn ấy có thể ạ. có đang tìm. Em chọn gói câu hỏi 60 điểm. Gói câu hỏi 60 điểm của Minh Chiết sẽ bao gồm 3 câu hỏi 20 như sau. Theo Bác Hồ, điều gì là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc? Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp. Của mình có mà không dùng, lại đi mượn của nước ngoài. Đó chẳng phải là đầu óc quen ỉ lại hay sao? Tiếng Việt. Câu trả lời của Minh Chiết là tiếng Việt sau khi bạn đã suy nghĩ rất kỹ rồi đúng không? Và theo như nguyên văn trong bài này thì đó phải là tiếng nói. Và tiếng Việt được chấp nhận. Xin chúc mừng Minh Chiết! Minh Chiết đang nhìn về phía chúng tôi để muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng đúng không ạ? Dạ không. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục giữ tinh thần thế với câu hỏi tiếp theo nhé. Câu hỏi số 2 dành cho bạn trong lượt thi về đích. Trận chung kết bóng đá cần phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu 11m. Huấn luyện viên mỗi đội cần trình một danh sách sắp thứ tự 5 cầu thủ trong số 11 cầu thủ để đá luân lưu 5 quả. Hỏi huấn luyện viên mỗi đội có bao nhiêu cách lập danh sách? Chia đã tính như thế nào ạ? Em lấy trường hợp chập 5 của 11. Đó là 11. P5. Và đó cũng là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ thì Minh Chiết có muốn thử sức với ngôi sao hy vọng không? Dạ, em không sử dụng ngôi sao hy vọng. Và câu hỏi tiếp theo có giá trị 20 điểm của Minh Chiết như sau. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Living in Vietnam, I know the country has a whole history underground. For example, the Cuchi Tunnels. They are an immense network of connecting tunnels located in the Cuchi District. The tunnels were used by Vietnamese soldiers as hiding spots during combat, as well as serving as communication and supply routes, hospitals, food, weapon caches, and living quarters for numerous North Vietnamese fighters. In which city are the tunnels of Cuchi located? Ho Chi Minh City. Bạn đã nghe được cô nói những gì ạ? Dạ, em nghe được là cô đang nói là sống ở Việt Nam thì có một cái bề dày lịch sử rất là thú vị. Và
cô biết là ở Việt Nam có một cái hệ thống gọi là hệ thống địa đạo rất là nổi tiếng. Và những cái địa đạo đó thì có một cái địa đạo nổi tiếng nữa trong tất cả các địa đạo đó là địa đạo Củ Chi. Trong trong hệ thống địa đạo đó thì có cả thức ăn, cả bệnh viện, rồi cả cả cái dịch vụ rất là thú vị. À, không phải thú vị mà là dịch vụ rất là quan trọng. Cần thiết, quan trọng. Vậy thì cô hỏi là cái hệ thống địa đạo Củ Chi đó nằm ở thành phố nào? Và câu trả lời của em là thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, rất nhiều thông tin được đưa ra và bạn nhớ khá là kỹ đấy ạ. Và Minh Chiết đã xuất sắc giành được 20 điểm. Chúc mừng bạn! Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của chúng tôi dành cho Minh Chiết rồi. Chúc mừng bạn đã hoàn thành phần thi này. Người tiếp theo sẽ tham gia phần thi về đích đó là bạn Trọng Thành. Xin mời bạn. Trọng Thành hãy cho chúng tôi biết lựa chọn của bạn. Thì em chọn có câu hỏi 20, 30, 20 ạ. 20, 30 và 20, đó là lựa chọn của Trọng Thành và chúc bạn thành công. Bé gái người Philippines tên Venice Manbansak chào đời ngày 15 tháng 11 năm 2022 tại Manila, được ghi nhận là công dân thứ bao nhiêu của thế giới? 8 tỷ rồi. Câu trả lời của Thành là? 8 tỷ. Đây là một sự kiện rất đặc biệt của thế giới. Và đây là bé gái người thứ 8 tỷ trên thế giới. Xin chúc mừng bạn, bạn đã trả lời chính xác. Phía trước Trọng Thành sẽ là một câu hỏi có giá trị 30 điểm. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em vẫn ổn à, không sao. Không sao, vâng, chúc Thành thành công. Băng phiến hay long não là một chất rắn kết tinh được sử dụng trong gia đình chủ yếu với mục đích khử mùi hôi, xua đuổi rán. Chất này có thành phần chính là loại hydrocarbon thơm nào? Benzen à? Dạ, benzen. Các bạn thí sinh còn lại đều đã để tay vào chuông rồi. Xin mời! Minh Chiết. Câu trả lời của em là C10H8. Hay còn gọi là gì ạ? Naphthalene. Chính xác, chúc mừng bạn. Trọng Thành còn một câu hỏi nữa. Bạn có muốn sử dụng ngôi sao hy vọng không ạ? Em lựa chọn ngôi sao hy vọng ạ. Một ngôi sao hy vọng dành cho Trọng Thành. Và hy vọng rằng là bạn sẽ làm thật tốt nhé. 7 khí quan thế giới cổ đại gồm khu lăng mộ Giza, tượng thần Zeus, đền thờ thần Artemis, lăng mộ của Marsolus, tượng thần mặt trời ở Rhodes và hai công trình nào nữa? Tượng kia Babylon và Xin mời những câu trả lời khác ạ. Tiếp tục là Minh Chiết, xin mời bạn. Em thân chỉ hai công trình còn lại là Hải đăng Alexandria và Phương treo Babylon. Minh Chiết luôn có thói quen trước khi trả lời đều viết ra câu trả lời của mình trên giấy đúng không ạ? Dạ. Và sự chắc chắn này đã giúp bạn có thêm điểm, xin chúc mừng bạn. Trọng Thành cũng đã làm rất là tốt rồi, bạn có thể về vị trí nhé. Thấy vẻ mặt rất tự tin, một tiếng thở phào nhẹ nhõm, rất là cẩn thận. Bạn đã đổ đáp án ở giây cuối cùng đúng không ạ? Đấy, bạn nên lựa chọn sao hy vọng. Xin chúc mừng. Xin mời cả 4 bạn thí sinh cùng bước lên phía trước và nhận được những phần thưởng từ chương trình. Một, hai, ba. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đại diện nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải, ông Tạ Văn Sơn. Và xin kính mời ông Tạ Văn Sơn sẽ lên sân khấu trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Thí sinh giành được giải nhất trong cuộc thi tuần ngày hôm nay nhận được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Xin được chúc mừng.
Vâng, xin cảm ơn ông Phạm Văn Sơn. Đăng ký ngay VTV Show, kênh giải trí số của Đài Truyền hình Việt Nam.